Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, Ban Thường vụ tỉnh ủy vừa có chỉ thị số 13, dịch tăng cường tổ chức thực hiện chỉ thị 16 trên địa bàn tỉnh. Theo đó yêu cầu cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch với mục tiêu bảo vệ sức khỏe tính mạng người dân là trên hết, trước hết các đồng chí lãnh đạo phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát giới cơ sở, nắm chắc tình hình để tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện các giải pháp phòng chống dịch chặt chẽ hiệu quả. Kịp thời chia sẻ hỗ trợ động viên các lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19, khẩn trương cụ thể quá chỉ đạo tổ chức thực hiện thật nghiêm chỉ thị số 16 đối với dùng xanh của tỉnh, gồm thị xã Kiến Tường và các quyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Quá, Tân Thạnh, Thạnh Quá, Đức Quệ, Châu Thành, Tân Trụ, Thủ Thừa, và đối giới dùng đỏ gồm thành phố Tân An và các quyền Đức Hòa, bên Lức, Cần Dụ, Cần Đức, đồng thời thiết lập dành đai an toàn, trong đó kiểm soát chặt chẽ việc di chuyển qua lại giữa hai dùng trên tất cả các tuyến đường giao thông, đường mòn, lối mở. Chỉ thị cũng nêu rõ, các cấp quỹ đảng chỉ đạo quyết liệt cho đơn vị địa phương căn cứ vào tình hình thực tế, nhiệm vụ cụ thể của ngành để có những giải pháp chống dịch hiệu quả an toàn. Khơi dậy tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, đồng thời nêu cao tính chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ. Tăng cường củng cố, phát huy vai trò của tổ Covid cộng đồng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân và kiểm tra giám sát thực hiện nghiêm túc các quy định trong khu vực phong tỏa, nhất là giám sát quản lý chặt chẽ các gia đình có ca F0, F1 và các trường hợp cách ly tại nhà. Tổ chức điều phối chú đáo chặt chẽ công tác chăm lo và cung cấp lương thực thực phẩm, hàng hóa thiết yếu cho người dân trên địa bàn.